Sau một thời gian điều tra xác minh, cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã hoàn tất hồ sơ đề nghị truy tố 10 bị can trong đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là nước giặt, nước rửa bát nhãn hiệu Thái Lan. 10 bị can bị đề nghị truy tố về tội sản xuất, buôn bán hàng giả gồm Trần Văn Sơn, sinh năm 1999, Trần Văn Tình, sinh năm 1997, Trần Văn Thà, sinh năm 1975, đều ở xã Cán Khê, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa; Lê Văn Sơn, sinh năm 1993; Nguyễn Quốc Dung, sinh năm 2001, đều trú ở xã Cáp Sơn, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Lê Sĩ Thái, sinh năm 1976, trú tại xã Đông Hòa, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Lê Gia Xuân, sinh năm 2000; Nguyễn Văn Chiến, sinh năm 2001, đều ở huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Phạm Thị Thu Hương, sinh năm 1991, trú tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh; và Lê Bá Minh, sinh năm 1984, ở xã Hà Hải, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Kết quả điều tra, Trần Văn Sơn được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây. Theo đó, lợi dụng nhu cầu của người tiêu dùng chuộng dùng hàng ngoại là hàng Thái Lan, Trần Văn Sơn đã rủ các đối tượng còn lại thuê nhà xưởng, thành lập công ty để sản xuất hàng giả là nước giặt, nước rửa bát mang nhãn hiệu Thái Lan để tiêu thụ. Cuối tháng 2 năm 2022, Trần Văn Sơn đã thuê nhà xưởng ở địa chỉ lô số 5, khu công nghiệp Đình Hương Tây Bắc Gà, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa. Sau đó đặt mua các loại máy móc thiết bị như bồn chứa, phi nhựa, máy bơm, mô tô điện, thiết bị trộn với mục đích sản xuất nước giặt hàng Thái Lan giả. Thời gian đầu, Trần Văn Sơn cùng với anh họ của mình là Trần Văn Tình, Nguyễn Văn Chiến và một số người khác do Sơn thuê để lắp ráp các loại máy móc thiết bị hoàn chỉnh mô hình sản xuất. Đến khoảng tháng 4 năm 2022, sau khi hoàn thiện mô hình sản xuất, Trần Văn Sơn bắt đầu đặt mua các loại hóa chất, hương liệu, các loại phụ gia, can, chai nhựa, tem, nhãn mác, thùng bia các tông để thử nghiệm làm nước tẩy, nước giặt, nước rửa bát đĩa. Sau khi thử nghiệm thành công, Sơn cùng đồng bọn tiến hành việc sản xuất các sản phẩm nước giặt nhãn hiệu Dini, Fairlife, High Class, nước rửa bát đĩa nhãn hiệu Lipton, thường gọi tiếng Việt là Talau, nước tẩy nhãn hiệu OK. Đến khoảng tháng 6 năm 2022, Trần Văn Sơn rủ Lê Văn Sơn, sinh năm 1993, trú tại xã Cáp Sơn, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cùng điều hành hoạt động sản xuất buôn bán hàng giả tại nhà xưởng nêu trên cùng nhiều người làm thuê. Để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, hai đối tượng này thuê nhiều người khác nhau, trong đó có đối tượng Phạm Thị Thu Hương, sinh năm 1991, trú tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, pha chế hóa chất, ghi sổ sách giấy tờ, dán tem nhãn, đóng thùng hàng, sang chiết hóa chất, vận chuyển hàng giả cho khách, vận chuyển nguyên vật liệu về xưởng để sản xuất hàng giả. Qua khám xét, lực lượng công an đã thu giữ tại xưởng sản xuất và các đại lý tiêu thụ của Trần Văn Sơn trên 10.000 can chai nước giặt, nước rửa bát giả các loại, hơn 1 tấn tem nhãn, vỏ, hơn 10 bộ máy đóng gói, gần 1 tấn hóa chất để sản xuất hàng giả. Tại cơ quan công an, Trần Văn Sơn, Lê Văn Sơn và các đồng phạm đã thừa nhận hành vi sản xuất buôn bán hàng giả là nước giặt, nước rửa bát mang nhãn hiệu Thái Lan rồi bán ra thị trường với giá rẻ. Cơ quan chức năng xác định, thông qua hành vi này, các đối tượng đã thu lời bất chính hàng chục tỷ đồng. Qua vụ việc này, cơ quan công an khuyến cáo người tiêu dùng khi lựa chọn sản phẩm nước giặt, nước rửa bát cần lựa chọn các sản phẩm có thương hiệu và mua tại các đại lý tin cậy. Khi sử dụng, nếu phát hiện nước giặt, nước rửa bát có mùi và có màu sắc khác biệt, cần nhanh chóng loại bỏ, không tiếc của mà sử dụng tiếp, vì nước giặt này có thể gây hại tới sức khỏe.